Chào các bác nhé, hôm nay là buổi chiều ngày 23 tháng 7 năm 2020. Thì nói chung là từ sáng giờ em cũng bận và bây giờ theo em tiếp tục lại test một con máy theo đơn đặt hàng nhá. Con này 16.000 BTU. Em các bác nào có nhu cầu thì em luôn đặt hàng theo đơn và test máy luôn. Đấy. Em bán cho anh Nguyễn Văn Kiên, địa chỉ đội 5, thôn Hát Giang. Đấy, thôn Hát Giang, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đấy, có số điện thoại là 0367 541 126. Một lần nữa thì em rất cảm ơn anh Nguyễn Văn Kiên ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ủng hộ cho em một chiếc điều hòa full tính năng. Con này anh em gọi là mắt liếc. Đấy, có Eco này, Eco Nano này. Đấy, Nano là khử khuẩn, Eco là tiết kiệm điện này. Và có hiển thị báo nhiệt độ phòng này. Cả cái dãy này có cảm biến thân nhiệt nhé. Và có mặt dâng auto clear. Và có mắt lác, anh em gọi là mắt lác này. Và có mắt camera kìa. Đấy. Con này là 16.000 BTU. Đấy, con... theo là nhu cầu là con này thì trước em đã test rồi, nhưng tuy nhiên thì khách hàng, bất kể khách hàng nào và theo thể của yêu cầu của khách hàng thì em lại test lại và chạy trước khi bàn giao cho khách hàng, bất kể là ai trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em luôn minh bạch luôn là khi các bác về lắp có một sự an tâm là lắp lên là ok là chạy. Em luôn bán những cái sản phẩm là tuyển chọn đẹp xuất sắc, còn phần trăm cao. Tuy là cũ, em nhấn mạnh một lần nữa. Và những cái đạt chỉ tiêu để đến tay người tiêu dùng làm sao mà một cách hiệu quả và đạt được những cái yêu cầu của khách hàng nói chung. Đấy, thì con này thì đầy đủ chức năng luôn. Em test cho anh Kiên ở Ba Vì. Đấy, thì trở lại với cái vấn đề là test máy nhá. Đấy, con này bây giờ hiện tại là dòng là 7.5A. Con này chạy điện 200V. Những cái dòng 16.000 trở lên thì hầu như nhá, em nói là hầu như 95% đến 97% là chạy điện 200V. Có một số đời, một số con là sẽ chạy bằng 100V, nhưng rất ít, tỷ lệ thấp lắm. Những cái con này thì các bác có thể đóng trực tiếp này, như giống như em đang đóng trực tiếp vào điện 220 và không phải qua ổn áp, không phải qua đổi nguồn gì cả. Đấy là những cái mà rất là hay khi chúng ta dùng những cái dòng công suất lớn. Đấy. Thì bây giờ em trở lại vấn đề là đây là con này 7.6A nhân với điện 220, 7214, tức là con này nó khoảng 1.500 đến 1.600W khi nó chạy hết tua. Và ga bây giờ các bạn này, đấy, những cái dòng công suất lớn thì em đã nói trước vấn đề là hôm nay nhiệt độ của nó có 32 độ là 160 bar C, ga là ok quá, nhìn này, đường hồi còn ướt hết rồi này. Đường đẩy cũng vậy, đây đường hồi đường đẩy là ướt hết. Nói chung là khi kiểm tra máy thì bao giờ cũng phải chuẩn chỉnh khi em ra bàn giao cho tất cả khách hàng. Như vậy, đấy, đường nước nó chảy mạnh chưa? Đấy, chảy chắc là một lúc nữa thì cái chậu kia em vừa mới được một tí thôi mà đã lượng chậu đã khắp chôn chậu rồi. Đấy, còn về nhiệt độ ngoài trời bây giờ buổi tối đang là 31 độ. Và bây giờ là cửa gió đang được 16 độ 9. Đấy, nhiệt độ con này lạnh khá là sâu, xuống được 16 độ 9. Đấy, 31 độ 5 này. Đấy, nói chung là cứ dao động từ 31 đến 32 độ mà cửa gió xuống rất là còn lạnh này, 17 độ. Đấy, ok. Khá là lạnh rồi. Khi các bác chạy trong phòng thì nó sẽ cảm biến chuẩn hơn. So mình em test máy bên ngoài rồi này. Đấy, một con máy hàng phụ chức năng. Ok. Em sẽ quay tất cả chi tiết để cô bác chị nhìn xem con máy. Lóng con lên đây. Chạy rất là mạnh này, đưa hết lời. Ok. Thì con này đã đạt ok rồi. Thì sáng mai em sẽ bàn giao cho anh Kiên. Anh Kiên chỉ đến nhận máy là xong thôi. Đấy, ok. Vậy cô bác chị nào có nhu cầu về điều hòa
em vẫn phục vụ đều cho tất cả các anh chị nào có nhu cầu. Nói chung là mùa hè là vẫn còn rất là dài, và những cái mặt hàng thiết yếu rất đối với chúng ta ở mùa hè thì chắc chắn rằng nó sẽ là điều hòa rồi. Đấy. Ok, vậy các anh chị nào có nhu cầu về điều hòa hay máy giặt thì liên hệ với em nhé. Vâng, xin chào các bác.